nhiều cán bộ, lãnh đạo ở Đắk Lắk bị xem xét kiểm điểm xử lý. Thưa quý vị, với những sai phạm, khuyết điểm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, nhiều lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đang bị xem xét kiểm điểm xử lý trách nhiệm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị vừa có văn bản chỉ đạo tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân có liên quan đến những sai phạm, khuyết điểm theo kết luận Thanh tra số 1858 ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, đối với khuyết điểm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch tỉnh và các Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách lĩnh vực có những khuyết điểm, sai phạm được nêu tại kết luận thanh tra, tỉnh giao cho Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, tham mưu tỉnh tổ chức cuộc họp rà soát các khuyết điểm và hoàn thiện bản kiểm điểm của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để tổ chức họp kiểm điểm theo quy định. Tỉnh giao người đứng đầu, các cơ quan, đơn vị rà soát các cá nhân có liên quan đến sai phạm làm bản tự kiểm điểm về những nội dung sai phạm, khuyết điểm và có tự nhận hình thức kỷ luật phù hợp đối với các hành vi sai phạm. Chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến các nội dung sai phạm, tổng hợp bản kiểm điểm, trích ngang lý lịch của các cá nhân và gửi về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 1 tháng 3 để tổ chức họp kiểm điểm và xử lý trách nhiệm theo quy định. Cụ thể, Chánh Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện Mờ Đrắc, Karong Búc, Lắc, Ea Hờ Leo, Cư Mờ Ga, Buôn Đôn, Ea Ca, Krông Anna và thành phố Buôn Ma Thuột bị yêu cầu chịu trách nhiệm đối với các sai phạm, khuyết điểm về thực hiện pháp luật công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cư Cu In chịu trách nhiệm sai phạm, khuyết điểm về công tác quản lý, sử dụng đất đai. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh bị yêu cầu chịu trách nhiệm về sai phạm, khuyết điểm về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Tài chính, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố liên quan đến sai phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách. Riêng đối với sai phạm trong việc tham mưu hình thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án tổ hợp khách sạn 5 sao Mường Thanh và dự án khu trung tâm thương mại dịch vụ giải trí Nguyễn Kim, các đơn vị bị yêu cầu chịu trách nhiệm gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường. Sai phạm khuyết điểm trong việc xác định giá thu tiền sử dụng đất cho 66 hộ tại khu dân cư 47 Lý Tự Trọng, thành phố Buôn Ma Thuột làm thất thu ngân sách ước tính trên 2,4 tỷ đồng. Các đơn vị chịu trách nhiệm gồm Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột. Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cũng bị yêu cầu chịu trách nhiệm về sai phạm trong việc cho chủ trương các hộ dân hiến đất mở đường, hẻm trong khu vực dân cư để tạo điều kiện cho phép các hộ tách thửa chuyển mục đích sang đất ở. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện Cư Cu In và thành phố Buôn Ma Thuột cũng được xác định có sai phạm trong việc cho phép các hộ dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất với số lượng lớn, sau đó tách thửa, chuyển nhượng chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, làm thất thu ngân sách. Như báo chí phản ánh, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra số 1858, trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và công tác quản lý sử dụng đất đai. Qua đó nêu rõ những sai phạm tồn tại tại địa phương và yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk căn cứ kết quả thanh tra tiến hành chỉ đạo thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị, các huyện, thị xã, thành phố tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, có hình thức xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân để xảy ra thiếu sót, tồn tại, vi phạm. Đồng thời, giao Sở Nội vụ hướng dẫn việc tổ chức kiểm điểm trách nhiệm theo quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung giải quyết, chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, khuyết điểm, tồn tại đã được nêu trong kết luận thanh tra. Từ vụ bắt bà Hàn Ni vừa là bị cáo vừa là bị hại được không? Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ. Trước đó, bà Hàn Ni từng được xác định là bị hại trong vụ án mà bà Phương Hằng là bị can. Hàn Ni từng bị bà Phương Hằng nhiều lần tố giác. Vào khoảng tháng 9 năm 2021, bà Đặng Thị Hàn Ni vướng vào lùm xùm với bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Hàn Ni thường xuyên bị bà Phương Hằng gọi tên trong các livestream triệu view của bà.
Sau đó, bà Hàn Ni làm đơn tố giác bà Phương Hằng vu khống, làm nhục và lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của bà. Phía ngược lại, bà Phương Hằng cũng nhiều lần gửi đơn tố giác bà Hàn Ni xúc phạm, vu khống, chống phá quỹ Hằng Hữu. Ngày 24 tháng 3 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam bà Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong vụ án này, bà Đặng Thị Hàn Ni được xác định là bị hại. Tuy nhiên, sau gần một năm kể từ khi bà Phương Hằng bị bắt, ngày 24 tháng 2 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni cùng với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trong vụ án này, bà Nguyễn Phương Hằng được xác định là bị hại. Như vậy, bà Phương Hằng và bà Hàn Ni sẽ là bị cáo trong vụ án này và là bị hại trong vụ án kia. Nhiều người thắc mắc việc hoán đổi tư cách tố tụng từ bị hại thành bị can và ngược lại có xảy ra mâu thuẫn, xung đột hay không. Theo luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, trong một vụ án hình sự thì một người có thể tham gia vụ án với nhiều tư cách tố tụng khác nhau, có thể vừa là bị hại vừa là bị can. Bộ luật tố tụng hình sự không có quy định cấm về việc này. Trên thực tế, chuyện một người vừa là bị hại vừa là bị cáo không phải là hy hữu. Do đó, ngay cả khi cơ quan tố tụng gộp vụ bà Phương Hằng nói xấu bà Hàn Ni và vụ bà Hàn Ni nói xấu bà Phương Hằng thành một vụ án thì cũng không có sự mâu thuẫn về tư cách tố tụng. Còn nếu cơ quan tiến hành tố tụng xác định đây là hai vụ án độc lập thì tư cách người tham gia vụ án đều rõ ràng, không lẫn lộn, cơ quan tố tụng sẽ dễ giải quyết hơn. Luật sư Nhật cũng cho rằng mỗi người cần phải tự trang bị kiến thức pháp luật cơ bản để tự bảo vệ mình đúng cách. Pháp luật không cho phép thực hiện một hành vi trái pháp luật để chống lại một hành vi trái pháp luật khác. Đối với hành vi đôi co trên mạng xã hội như bà Phương Hằng và bà Hàn Ni thì rất dễ dẫn đến tình trạng mình là bị hại nhưng hành vi của mình cũng xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của chủ thể khác. Bộ trưởng Y tế, thiếu thuốc, vật tư y tế có nguyên nhân tâm lý bác sĩ lo về đấu thầu. Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị, vật tư y tế có nguyên nhân do tâm lý lo lắng đối với đội ngũ làm công tác đấu thầu, đặc biệt là bác sĩ không có chuyên môn về tài chính nên gây ách tắc, chậm trễ. Ngày 25 tháng 2, trả lời báo chí, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, những vấn đề nóng của ngành y tế liên quan đến thiếu trang thiết bị, vật tư y tế tại các cơ sở y tế hiện nay sẽ được đưa vào nghị quyết của Chính phủ và sẽ có hiệu lực ngay khi nghị quyết được ban hành. Dự kiến nghị quyết này sẽ được ban hành ngay trong những ngày cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 năm 2023. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, thời gian qua tại các bệnh viện đã xảy ra tình trạng thiếu thuốc, thiếu trang thiết bị, vật tư y tế. Nguyên nhân của vấn đề này bao gồm cả khách quan và chủ quan. Về nguyên nhân chủ quan, quy định mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế có rất nhiều văn bản pháp luật chi phối, từ luật đấu thầu, luật giá, luật tài sản công, luật dược và các nghị định, thông tư hướng dẫn, nên có những vướng mắc liên quan đến thể chế không thể sửa đổi ngay được, vì vậy thời gian bị kéo dài. Một nguyên nhân nữa là trong quá trình thực hiện vừa qua, đã có rất nhiều sai phạm liên quan đến lĩnh vực mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Chính vì vậy, chúng tôi phải rà soát, đánh giá lại việc triển khai để làm sao thực hiện đúng quy định mua sắm được trang thiết bị, vật tư y tế mà không vi phạm pháp luật, Bộ trưởng Bộ Y tế nói. Bộ trưởng Đào Hồng Lan chia sẻ việc một số trường hợp gây tâm lý lo lắng đối với đội ngũ làm công tác đấu thầu, đặc biệt là bác sĩ không có chuyên môn về tài chính nhưng phải triển khai nhiệm vụ này, vì vậy trong quá trình thực hiện cũng gây ách tắc, chậm trễ. Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, ngành y tế còn hai vấn đề nóng đang vướng mắc là máy móc phục vụ khám chữa bệnh và giá của các gói thầu. Bộ trưởng Bộ Y tế nói, chúng tôi cũng mong đến đầu tháng 3 này, khi các văn bản giải quyết trước mắt được ban hành, thì những vấn đề bức xúc về thiếu trang thiết bị, vật tư y tế sẽ được giải quyết.